khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 96: việc làm không được tốt, xem lại chính mình. Có thể cần học tam học, lục độ, tứ nhiếp pháp, lục hòa kính, như vậy gọi là tăng. Cho nên chữ tăng không phải là để chuyên gọi cho người xuất gia. Người ở tại gia có thể làm đến được, cũng có thể gọi là tăng. Năm xưa tôi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học Phật. Tôi theo ngài 10 năm. Biệt hiệu của ngài có tên là Tuyết Lô. Ngài có rất nhiều trước tác, lấy tên là Tuyết Tăng. Cho nên ngài là tại gia, xuất gia. Hay nói cách khác, ngài thân không xuất nhưng tâm xuất. Chân thật là có đức, có học. Chân thật làm đến được tứ nhiếp pháp, lục hòa kính. Lục hòa kính không dễ dàng. Phải làm tự chính mình, không nên cầu người khác. Mọi việc mà đi cầu người khác, bạn sẽ không có thành tựu. Học Phật mà yêu cầu người khác, bạn không thành được Phật. Niệm Phật mà yêu cầu người khác thì bạn không thể vãng sanh. Người xưa dạy người, việc làm không được tốt, phải xem lại chính mình. Vậy thì đúng rồi. Chỉ cần có thể phản tỉnh chính mình, bất cứ chướng ngại gì cũng được hóa giải. Xã hội ngày nay xung đột nhiều đến như vậy. Ở trong một gia đình, vợ chồng xung đột, ly hôn chính là vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, vua tôi xung đột, lãnh đạo cùng người bị lãnh đạo xung đột, bè bạn xung đột, ngũ luân không còn nữa. Xã hội như vậy thì làm sao không loạn chứ? Ngũ luân là then chốt hài hòa xã hội. Không còn ngũ luân nữa thì thiên hạ đại loạn. Làm thế nào để không loạn? Xem lại chính mình thì không loạn. Không cần đi hỏi người khác có làm đúng hay không, mà quay đầu hỏi lại chính ta có làm đúng hay không. Không cần hỏi người khác có làm tốt hay không, hãy quay đầu lại tự hỏi chính mình đã làm tốt chưa. Xem lại chính mình, vấn đề liền thảy đều được giải quyết. Chúng ta bình lặng mà quan sát. Giáo huấn của Thánh Triết, Thánh Nhân, Đông, Tây, Phương đều không ngoại lệ. Đều là dạy người phải phản tỉnh, phải sám hối. Bao gồm tất cả các giáo huấn của Thánh Hiền, chính mình quyết định phải biết. Là dạy cho một mình ta, không phải dạy cho người khác. Ta phải làm cho được. Ta không cần phải yêu cầu người khác làm được. Yêu cầu người khác làm được, vậy thì sai rồi. Người khác thấy ta làm được, họ rất ngưỡng mộ đến học tập. Họ cũng làm được, đây gọi là Phật độ người có duyên. Chỗ này gọi là hữu duyên. Chúng ta chính mình phải có cái ý niệm này, có cái nguyện tâm nguyện lực này, làm ra tấm gương tốt cho người xem. Hy vọng họ xem thấy cái hình tượng này, họ sẽ quay đầu, họ sẽ giác ngộ. Dùng bất cứ hình thức gì để bắt ép người khác, vậy thì bạn sai rồi. Vì sao vậy? Bạn dạy họ, họ không chịu nghe, bạn sẽ có phiền não, họ cũng có phiền não. Bạn dạy họ, nghe hay không nghe thì tùy họ, bạn sẽ rất an lạc, bạn sẽ không có phiền não.
Họ nghe thì họ có duyên. Trong tâm chúng ta biết, ngay trong đời này họ sẽ thành tựu. Họ không nghe, giúp họ trồng một cái nhân thiện, đời này không thể có thành tựu, đời sau kiếp sau gặp duyên có thể thành tựu. Nghe hay không nghe tùy họ, không dùng bất cứ hình thức gì để bức ép người khác, bạn liền sẽ rất an lạc, rất tự tại. A-di-đà-phật.
phơi.